Phần thứ hai: Bát Nhã, trí huệ. Qua ngày kế, Di Thứ Sử lại xin đại sư giảng nữa. Đại sư lên tòa giảng, bảo đại chúng rằng: Các người phải tịnh tâm mà niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ngài lại dạy rằng: Này chư thiện trí thức, cái trí Bồ Đề Bát Nhã người thế gian vốn tự có, nhưng bởi tâm mê nên chẳng tự ngộ được, phải cần bậc đại thiện trí thức chỉ dẫn cho mới thấy tánh. Phải biết rằng dầu kẻ ngu hay người trí cũng đồng có một cái tánh Phật giống nhau không khác, nhưng bởi tâm mê ngộ chẳng đồng, sở dĩ mới có kẻ ngu người trí. Vì thế nên nay ta mới nói phép Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, khiến cho các ngươi mỗi người đều đặng trí huệ. Hãy chú ý mà nghe cho rõ, ta vì chúng ngươi mà nói pháp. Chư thiện trí thức, người thế gian suốt ngày miệng niệm Bát Nhã mà chẳng biết Bát Nhã trong tánh mình, cũng như nói ăn mà chẳng no. Nói ăn mà không ăn thì thế nào no được? Miệng chỉ nói tâm không, mà tâm chẳng làm theo cũng chẳng thấy tánh đặng, rốt cuộc không ích gì. Chư thiện trí thức, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là tiếng Phạn, có nghĩa là đại trí huệ, đáo bỉ ngạn. Ấy là do nơi lòng làm, chớ chẳng phải do nơi miệng niệm. Miệng niệm mà lòng chẳng làm theo thì như huyễn mộng, như biến quá, như sương điển. Miệng niệm và lòng làm theo thì lòng và miệng hiệp nhau. Cái bổn tánh là Phật lìa tánh thì không có Phật nào khác. Sao gọi là Maha? Maha nghĩa là lớn, tâm lượng rộng lớn, cũng như khoảng trống không, không có ranh bờ, cũng chẳng phải vuông tròn lớn nhỏ, cũng chẳng phải xanh vàng đỏ trắng, cũng không trên dưới vắng dài, cũng không giận không mừng, không phải không quấy, không lành không dữ, không có đầu đuôi. Các cõi Phật thải đều trống không. Cái diệu tánh của người thế gian vốn là trống không, chẳng có một pháp vật gì trong đó mà tìm đặng. Cái tự tánh chân không cũng giống như thế. Chư thiện trí thức, chớ nghe ta nói không mà liền chấp không. Nếu để tâm trống không mà ngồi yên lặng, tức là chấp cái vô ký không. Lời giải: Vô ký không là tánh không tưởng nhớ gì cả. Ấy là một tánh trong ba tánh là: một, tánh cố tưởng điều lành; hai, tánh cố tưởng điều dữ; ba, tánh không nhớ và không phân biệt điều lành điều dữ, tức là tánh nói trên đây. Tánh này là tánh nửa chừng, chẳng phải lành cũng chẳng phải dữ. Trong các điều lợi, hại, chân, giả, nó không nhớ và phân biệt gì cả. Nó tuy chẳng tạo các nghiệp lành dữ, nhưng nó chẳng phải là chân tâm. Ấy là tánh lửng đửng, lờ đờ, dễ che lấp thánh đạo. Chư thiện trí thức, thế giới tuy là trống không mà có thể bao hàm muôn vật, cả thải các sắc tượng, mặt nhật, mặt nguyệt, tinh tú, núi, sông, đất bằng, nguồn, suối, khe rãnh, cỏ cây, rừng bụi, kẻ dữ, người lành, việc dữ, việc lành, thiên đàng, địa ngục, cả thải biển lớn, các núi tu di, nhất thiết đều ở trong chỗ không. Cái tánh trống không của người thế gian cũng giống như thế. Chư thiện trí thức, cái tánh mình có thể bao hàm hết muôn pháp, ấy gọi là lớn. Muôn pháp đều ở trong tánh các người. Nếu thải cả thải các điều dữ cùng các điều lành của người mà chẳng chấp, chẳng bỏ, cũng không nhiễm dương, không dính líu, lòng như trống không, ấy gọi là lớn, cho nên kêu là Maha. Chư thiện trí thức, kẻ mê miệng nói, người trí lòng làm, tu hành Bát Nhã
Lại có người mê để lòng trống không ngồi yên lặng, chẳng nghĩ đến mọi việc mà tự xưng là lớn. Với bọn người ấy không thể nói gì được, vì họ bị sa vào chỗ tà liếng. Chư thiện trí thức, cái tâm lượng thiệt là rộng lớn, châu biến cả thải pháp giới, dùng nó liền hiểu rõ ràng, tới chỗ cùng lý tận tánh. Cái tâm lượng khi ứng dụng ra thì biết hết cả thải sự vật, cả thải tức quy về một, một tức gồm hết cả thải, tới lui thông thả, tâm thể suốt thông, không ngưng trệ, tức là bát nhã, trí huệ vậy. Lời giải: cả thải các pháp đều do tâm, tức là Như Lai tạng mà phát ra, cho nên nói cả thải tức quy về một, tâm bao hàm cả thải các pháp, cho nên nói một tức gồm hết cả thải. Biết rõ ngoài tâm không có cảnh, ngoài cảnh không có tâm, tâm với cảnh vốn là một chẳng phải hai, một gốc sanh ra muôn vật, muôn vật đồng về một gốc. Nhất bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhất bổn, ấy là tâm suốt thông, cũng gọi là tâm đắc nhất chân không. Chư thiện trí thức, cả thải trí bát nhã đều do trong tánh mình mà sanh, chứ chẳng phải do nơi ngoài mà vào. Chớ lầm dùng cái ý thức ấy gọi là chân tánh tự dụng. Mọi sự lý phải hiểu tới tận chỗ chân, cả thải sự lý phải hiểu tới tận chỗ chân, đạt đến thật thể chân lý. Tâm phải lo lường việc lớn, tu hành bát nhã, đạt tới chỗ tri kiến Phật, chẳng nên đi theo con đường nhỏ, ngồi yên lặng. Miệng đừng trọn ngày nói không, mà trong lòng chẳng tu hành ấy. Hành chân không tức là bát nhã. Cũng như người phàm tự xưng mình là quốc vương, mà rốt cuộc rồi chẳng làm gì được, hạng người ấy chẳng phải là đệ tử của ta. Lời giải: chân tánh tự dụng, nghĩa là bổn tánh ứng dụng tự nhiên, không có ý thức xen vào. Phàm mỗi việc do trí bát nhã của chân tánh biện phân, thì ra lẽ chân chánh bằng do ý thức, phàm tâm biện phân ắt ra ngụy tà, vì ý thức còn vọng hoặc hôn mê, bị tương đối với tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chư thiện trí thức, sao gọi là bát nhã? Bát nhã nhà Đường gọi là trí huệ. Cả thải các chỗ các nơi, trong cả thải thời gian, niệm niệm chẳng ngu muội, thường tu hành trí huệ, tức là hành bát nhã. Một niệm ngu muội tức là bát nhã tuyệt, một niệm trí huệ tức là bát nhã sanh. Người thế gian ngu mê chẳng thấy bát nhã, miệng nói bát nhã mà trong lòng thường ngu muội, thường tự nói ta tu hành bát nhã, niệm niệm nói không mà chẳng biết tâm chân không. Bát nhã không hình tướng, ấy là trí huệ tâm. Thiệt hiểu rõ như thế thì mới thể nhận trí bát nhã, khỏi lạc lầm. Sao gọi là Ba La Mật Đa? Ấy là tiếng Tây Thiên trước, nhà Đường gọi là Đáo Bỉ Ngạn, qua tới bờ bên kia, nghĩa là khỏi sự sanh diệt, khỏi sanh tử luân hồi. Tâm dính cảnh thì sự sanh diệt dấy lên như nước nổi sóng, tức là thử ngạn bên bờ này. Còn tâm lìa cảnh thì không có sự sanh diệt, như nước thường thông lưu trôi chảy, tức gọi là bỉ ngạn bờ bên kia, cho nên gọi là Ba La Mật Đa. Chư thiện trí thức, người mê muội miệng niệm bát nhã, đương lúc niệm tâm còn vọng động, có tưởng điều quấy. Nếu niệm niệm tâm thường hành bát nhã thì mới gọi là chân tánh. Biết rõ phép ấy thì hiểu phép bát nhã tu hành ấy, tức là tu hành bát nhã. Không tu hành ấy tức là phàm tục. Một niệm tu hành bát nhã thì cả thân mình toàn là Phật. Chư thiền trí thức, phàm phu tức là Phật, phiền não tức là Bồ Đề. Niệm trước mê muội tức là phàm phu, niệm sau giác ngộ tức là Phật. Niệm trước dính cảnh tức là phiền não, niệm sau lìa cảnh
tức là Bồ Đề, chư thiền trí thức. Phép Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là rất tôn quý, rất cao thượng, cao hơn hết các pháp, không trụ ở vào chỗ nào, không qua cũng không lại. Cả thảy chư Phật trong đời đều do trong phép ấy mà hiện ra. Các người phải dùng đại trí huệ mà phá tan năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức và các sự phiền não trần lao. Tu hành như thế ấy chắc là thành Phật đạo. Phải đổi ba độc tham sân si làm giới định huệ. Chư thiền trí thức, pháp môn của ta đây do một phép Bát Nhã mà sanh ra 84.000 trí huệ. Bởi cớ sao? Vì người thế gian có 84.000 trần lao, phiền não. Nếu không có trần lao thì trí huệ thường hiện ra và chẳng lìa tánh mình. Hiểu rõ phép này thì không có vọng niệm, tưởng quấy, lòng không nhơ, không dính cảnh, không sanh điều dối giả. Dùng tánh chân như của mình lấy trí huệ mà xăm soi. Sự lý, đối với cả thải các pháp không lấy, không bỏ, tức là thấy tánh là thành Phật đạo vậy. Chư thiện trí thức, muốn vào pháp giới: một, cao thâm cùng trí Bát Nhã Tam Muội; hai, trí huệ chánh định, thì phải tu hành Bát Nhã, phải trì tụng kinh Kim Cang Bát Nhã, tức khắc thấy tánh. Phải biết các công đức của kinh ấy thiệt là vô lượng vô biên. Những lời khen ngợi trong kinh rất rõ ràng, không thể nói ra hết được. Cái pháp môn ấy là phép tối thường thừa, vì người đại trí, vì người thượng căn mà nói. Các người tiểu căn tiểu trí nghe pháp môn ấy lòng nghi ngờ chẳng tin, là bởi cớ sao? Tỷ như các vị thiên thần và long thần làm mưa xuống cõi Diêm Phù Đề, tức là cõi Nam Thiện Bộ Châu, thì cả thải thành ấp làng xóm đều trôi nổi như lá táo. Còn nếu mưa xuống biển cả thì thấy chẳng thêm chẳng bớt. Cũng như người đại thừa, người tối thượng thừa nghe nói kinh Kim Cang thì tâm địa mở mang tỏ hiểu, cho nên biết rằng bổn tánh tự nó có trí Bát Nhã. Bởi bổn tánh mình lấy trí huệ mà thường xem soi, cho nên chẳng cần dùng văn tự. Tỷ như nước mưa chẳng phải do trời làm mà có, nguyên bởi sức rồng giấy động mà sanh ra, khiến cho cả thải loài hữu tình, các loài vô tình, tất cả đều được gội nhuần. Cả thải sông ngòi đều chảy về biển cả, hiệp làm một thể. Cái trí Bát Nhã của bổn tánh chúng sanh cũng giống như thế. Lời giải: một, pháp giới nghĩa là cõi pháp. Chữ pháp có nghĩa rộng lắm. Pháp gồm chỉ tất cả trời đất, vạn vật, nhất thiết thời gian không gian. Tất cả sự lý đối với võ trụ nhân sanh cũng gọi là pháp. Pháp giải theo giáo lý phương Tây gọi là Plan Cosmic Quy. Kinh Phật giải là cảnh u thâm quyền diệu, rộng lớn vô cùng, bao quát tất cả cảnh giới hữu hình và vô hình. Tại võ trụ gọi là pháp giới, tại người chánh giác gọi là pháp tánh, hay là Như Lai bình đẳng pháp thân. 2. Bát Nhã Tam Muội do tiếng Phạn, Prajna Samadhi, tạo dịch là trí huệ chánh định, là cái tâm quang minh cực điểm, tịch tịnh hư không, không có một mảy may vô minh tà loạn. Tu chứng bậc này thì tâm thông với pháp giới, hiểu rõ luật quyền vi của trời đất vạn vật cùng các việc quá khứ, hiện tại, vị lai. Chư thiện trí thức, người tiểu căn nghe phép đốn giáo này ắt là điên đảo, cũng như loài cỏ cây gốc rễ nhỏ yếu, nếu bị một đám mưa to chắc đều ngã rạp, không thể lớn lên được. Nguyên người tiểu căn có trí Bát Nhã cũng như người đại trí không có chỗ gì khác, nhưng bởi cớ sao họ nghe pháp mà lòng chẳng tự mở mang tỏ sáng? Ấy bởi cái nghiệp chướng của sự tà kiến còn nặng, cái gốc rễ của sự phiền não chăm sâu, cũng như một đám mây lớn che án mặt nhật,
nếu chẳng gặp đặng luồng gió thổi thì yến sáng, mặt nhật không hiện ra được. Cái trí Bát Nhã vốn không lớn nhỏ, chỉ vì cái tự tâm của chúng sanh mê ngộ chẳng đồng mà thôi. Lòng mê chỉ thấy bề ngoài, tu hành tìm Phật mà chưa tỏ sáng bổn tánh của mình, tức là người tiểu căn, hiểu rõ phép đốn giáo tu hành mà không chấp bề ngoài. Trong tâm mình thường khởi chánh kiến, thấy biết chân chánh. Những sự phiền não trần lao thường chẳng nhiễm bổn tâm mình, tức là người thấy tánh. Chư thiện trí thức, tâm mình trong ngoài chẳng trụ, ở một chỗ, lui tới tự do, bỏ đặng lòng chấp trước, suốt thông không trở ngại, tu trọn các hạnh ấy, thì đối với kinh Bát Nhã vốn không chỗ nào sai khác. Chư thiện trí thức, cả thải các kinh Tu Đà La, Khế Kinh và các thứ văn tự Đại Thừa, Tiểu Thừa, 12 bộ kinh: 1. Khế Kinh. 2. Ứng Tụng. 3. Phóng Tụng. 4. Nhân Duyên. 5. Bổn Sư. 6. Bổn Sanh. 7. A Tỳ Đạt Ma. 8. Tỷ Dụ. 9. Luận Nghĩa. 10. Tự Thuyết. 11. Phương Quảng. 12. Thọ Ký. Đều bởi cơ duyên của nhân loại mà bày ra, cũng do tánh trí huệ mới kiến lập được. Nếu không có người thế gian thì cả thải muôn pháp vốn tự nhiên không có. Cho nên biết rằng muôn pháp vốn bởi nhân loại mà khởi ra, cả thải kinh sách đều bởi nhân loại mà nói ra nên mới có. Trong loài người có kẻ ngu người trí, ngu làm tiểu nhân, trí làm đại nhân. Người ngu học hỏi với người trí, người trí nói pháp cho người ngu nghe. Người ngu bỗng nhiên tỏ hiểu, tâm địa mở mang, tất nhiên giống như người trí không khác. Chư thiện trí thức, tâm không giác ngộ, Phật là chúng sanh. Một niệm giác ngộ, chúng sanh tức là Phật. Cho nên biết rằng muôn pháp đều do ở nơi bổn tâm của mình. Vậy sao chẳng do trong bổn tâm của mình mà thấy liền cái chân như bổn tánh? Kinh Bồ Tát Giái có nói rằng: cái bổn nguyên tự tánh của ta vốn trong sạch, nếu biết tâm mình và thấy tánh mình thì thành Phật đạo. Kinh Tịnh Danh nói: tức thời tâm trí thông suốt thì phục hồi đặng bổn tâm. Chư thiện trí thức, lúc ta ở với Hòa Thượng Hoằng Nhẫn, một khi nghe nói pháp rồi liền tỏ sáng, liền thấy chân như bổn tánh. Bởi vậy ta mới đem giáo pháp này mà lưu hành, khiến cho các người học đạo liền tỏ sáng tâm Bồ Đề. Mọi người tự xem bổn tâm mình và tự thấy bổn tánh mình. Nếu tự mình chẳng tỏ sáng thì phải tìm bậc đại thiện trí thức giải phép tối thượng thừa và chỉ ngay con đường chánh giác cho mình. Bậc thiện trí thức ấy có cái nhân duyên lớn là lo về việc giáo hóa và tiếp dẫn người cho đặng thấy tánh. Cả thải các thiện pháp đều do các thiện trí thức mà được phát khởi. Cả thải chư Phật trong ba đời, 12 bộ kinh ở trong tánh con người tự nhiên có đủ, nhưng tự mình không thể hiểu rõ được nên phải cầu bậc thiện trí thức chỉ bày cho mới thấy. Nếu tự mình hiểu rõ thì chẳng cần cầu nơi ngoài. Bằng một mực cố chấp rằng phải cầu bậc thiện trí thức mới mong đặng giải thoát thì không có lý như vậy. Bởi cớ sao? Bởi trong tâm mình có sẵn cái cơ trí thức tự ngộ. Sự hiểu biết tự nhiên của tánh mình, tức là trí huệ hay là trực giác. Nếu tánh mình khởi tà mê, vọng niệm, điên đảo thì dầu ngoài có thiện trí thức truyền dạy cũng không thể cứu được. Bằng tâm mình khởi chân chánh, trí Bát Nhã thường xem soi thì trong một sát na, thời gian rất ngắn, các điều vọng niệm đều dứt hết. Nếu biết bổn tánh mình, một niệm giác ngộ thì liền đến cõi Phật. Chư thiện trí thức, cái trí huệ thường xem soi, trong ngoài đều sáng thấu, thì biết rõ bổn tâm của mình. Biết rõ bổn tâm tức là giải thoát, tức là Bát Nhã Tam Muội, trí huệ chánh định. Bát Nhã Tam Muội tức là vô niệm, không niệm. Sao gọi là vô niệm?
biết thấy cả thảy các pháp mà lòng không nhiễm dương dính níu, ấy là vô niệm, không niệm. Cái tâm khi ứng dụng liền biến khắp cả thảy khắp các nơi, mà cũng chẳng dính dương vào các nơi ấy, giữ bổn tâm mình trong sạch, khiến sáu thức, lục thức ra ngoài sáu cửa, lục môn, đối với sáu trần, lục trần, mà lòng không nhiễm dương, dính níu, không lộn xộn, lui tới tự do, thông dụng không ngăn trở, tức là bát nhã tam muội, trí huệ chánh định, tự tại giải thoát, gọi là hạnh vô niệm, không niệm. Bằng đối với mọi vật, lòng không nghĩ đến, khiến cho niệm tưởng dứt đi, tức là bị pháp ràng buộc, ấy gọi là biên kiến, thấy một bên. Chư thiện trí thức, hiểu rõ phép vô niệm, không niệm, thì suốt môn thông pháp. Hiểu rõ phép vô niệm, thì thấy cảnh giới của chư Phật. Hiểu rõ phép vô niệm, thì đạt đến địa vị của Phật. Chư thiện trí thức, đời sau, người nào gặp đặng pháp môn của ta, đem pháp môn đốn giáo này truyền cho các người đồng ý kiến, đồng tâm hành đạo, đặng phát nguyện thọ trì, thì cũng như thờ Phật. Làm như thế tới trọn đời mà không thối chí thì chắc vào ngôi thánh. Nhưng cách truyền thọ phải do theo ý chỉ của các vị tổ sư từ đời trước tới nay, mà mặc truyền phú chúc cho rõ ràng, chẳng đặng ém giấu cái chánh pháp của các ngài. Còn các người không đồng ý kiến, không đồng tâm hành đạo, hoặc ở trong pháp môn khác, thì chẳng nên truyền thọ, vì có hại cho các người ấy, mà rốt cuộc không ích gì. Bởi sợ e có người ngu muội chẳng hiểu, rồi đem lòng chê bai pháp môn này, mà phải đoạn tiệt hột giống Phật tánh của họ trong muôn đời ngàn kiếp. Chư thiện trí thức, ta có bài tụng vô tướng, không tướng, các ngươi phải tụng đọc. Người tại gia hay xuất gia cũng phải y theo bài tụng này mà tu hành. Nếu tự mình chẳng tu mà chỉ nhớ lời ta nói thì cũng không ích gì. Hãy nghe ta tụng. Tụng rằng: nội thông tâm cùng thông, như mặt nhật trên không, duy truyền pháp thấy tâm, chuồng thế phá tà tông. Pháp vốn không đốn tìm, mê ngộ có chậm mau. Chỉ môn thấy tánh ấy, kẻ mùi chẳng kham vào. Nói tuy muốn diệt độ, lý hiệp một không hai, trong lòng sanh khổ nào, thường tu huệ phát khai. Tà sanh phiền não dây, chanh đền não phiền tan, chánh tà đều chẳng dùng, thanh tịnh chứng niết bàn. Bồ đề là tự tâm, tâm động tức vọng mong, tịnh tâm trong
chỗ vòng, tâm tranh chương tiêu vong. Người tu theo chánh đạo muôn vật chớ tổn thương, lỗi mình hay xét thay mới hiệp đạo chân thường. Muôn loài tự có đạo, chớ giết hại loài nào, lìa đạo mà tìm đạo, chung thân đạo khó vào. Bốn ba qua một kiếp, rốt cuộc não phiền còn, muốn thấy nền chân đạo, làm chánh ấy đạo chân. Đạo tâm mình chẳng có làm quấy đạo lìa xa, người thật lòng hành đạo lỗi đời kha bỏ qua. Nếu thấy người lầm lỗi ấy, mình lỗi chẳng sai. Người lỗi ta không lỗi, ta lỗi bởi chê bai. Hãy trừ lòng tưởng quay, phiền não phá tiêu tan, ghét yêu đừng để già, duỗi cặn nghỉ thanh nhàn. Muốn toan lo độ thế, phương tiện phải sẵn sàng, chớ để người nghi hoặc, tánh họ mới minh quang. Phật pháp ở trần thế không xa thế giác, mà bỏ đời tìm đạo chánh, sừng thọ kim sao ra. Chánh kiến là xuất thế, tà kiến ấy thế gian, chánh tà đều phá hết, Phật tánh hiện rõ ràng. Tùng này là đốn giáo, cũng kêu đại pháp thuyền,
mê nghe kinh lụy kiếp ngộ thấy Phật tâm liền. Đại sư lại nói: nay tại chùa Đại Phạm, ta nói pháp môn đốn giáo này phổ nguyện chúng sanh trong pháp giới, vừa nghe pháp rồi đều liền thấy tánh thành Phật. Lúc ấy Quan Di Thứ Sử và các viên quan chức sắc cùng các người đạo tục nghe đại sư nói pháp, cả thảy đều giác ngộ, đồng làm lễ một lượt mà khen rằng: hay thay, nào dè ở xứ Lãnh Nam có Phật ra đời. Lời giải: Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là tiếng Phạn Mahabrayana Paramita, người Tàu dịch là Đại Trí Huệ Đáo Bỉ Ngạn. Đại Trí Huệ là một đức tánh lớn trong sáu tánh đức của các vị Bồ Tát, tức là lục độ. 1. Bố thí hay lòng hỷ xả. 2. Trì giới hay là tịnh giới. 3. Nhẫn nhục. 4. Tinh tấn. 5. Thiền định. 6. Trí tuệ. Đại Trí Huệ là cái tánh trí rộng lớn không có hạn lượng, gồm cả thải các trí vi diệu vô cùng, quang minh cực điểm. Các căn nguyên của nó ẩn sâu trong chân như bổn tánh, khó mà thấu đạt được. Cái diệu dụng của trí Bát Nhã thiệt là hoạt bát, mãnh liệt vô cùng, có thể chiếu phá tất cả sự vô minh phiền não, tiêu diệt cả thải các hột giống sanh tử luân hồi, phân biệt tất cả sự vật lý thuyết, suốt thông tất cả pháp giải, một mãi không sai lầm. Bởi vậy kinh gọi trí Bát Nhã là Huệ Kiếm. Đáo Bỉ Ngạn là qua bờ bên kia, ý nói tu hạnh Bát Nhã thì khỏi luân hồi sanh tử, chứng quả cực lạc niết bàn. Muốn đạt tánh đức đại trí tuệ, trước hết phải giữ năm tánh đức kể trên đây, là phải từ bi hỷ xả, tịnh giới trang nghiêm, thành tâm nhẫn nại, tinh tấn tu hành, thiền định kiên cố, niệm niệm phải thấy tánh bổn lai của mình. Công phu đến mức này thì huệ quang trong tâm mình biểu hiện rõ ràng, ấy là cảnh đêm tịnh sông ngân bài bóng thố, mặt nguyệt ngày thanh biển bích hiện hình ô, mặt nhật, ấy gọi là trí huệ hay là đắc Phật huệ. Phật huệ có nhiều bậc như phát tâm huệ, trí huệ, nhãn huệ, nhĩ huệ. Tùy theo các lực lượng công phu và sự phát triển về tinh thần cùng tánh đức của mỗi người hành đạo, đại trí huệ là cái hạnh tối cao của Phật và các vị Bồ Tát. Người hành đạo phải cầu phép thượng thừa thâm nhập cảnh thiền định đến mức tịnh đốc quy chơn thì mới đắc huệ cảnh, là lúc vong thất bổn ngã, siêu thoát tam giới, chứng quả vô sanh. Nguyên bổn ngã là chủ trì thân năm uẩn, quên mất bổn ngã thì năm uẩn không sanh, ngũ uẩn không sanh thì lục căn an tịnh, lục căn an tịnh thì thức không khởi, lục trần chẳng nhiễm. Tất cả năm uẩn và 18 giới đều vắng lặng trống không. Các vị Bồ Tát tu hạnh Bát Nhã thấy chỗ huyền diệu là lúc soi thấy năm uẩn đều trống không. Xem Bát Nhã Tâm Kinh, người thượng căn tu hạnh Bát Nhã nên nhớ câu diệu pháp này: thân không, tâm không, niệm niệm thấy tánh, tức là Bát Nhã. Lại phải đạt cái ý chỉ, trong cái chân như có cái diệu hữu, tức là điểm linh minh của Bát Nhã. Bằng giữ cái tâm thâm trầm không thủ tịch mà không thấy phát cảnh quang minh thì quyết chẳng phải là chánh đạo. Lời giải: Một, nói thông tâm cũng thông, như mặt nhật trên không, duy truyền pháp thấy tánh, xuống thế phá tà tông. Nói thông tâm thông là hai môn thông tướng, thuyết thông tướng
và tâm thông tướng. Thuyết thông tướng là nói đủ cả thải giáo pháp, mà lìa các tướng hữu vô, dị khác, bất dị chẳng khác, dùng các phương tiện khôn khéo, tùy thuận căn cơ của chúng sanh mà ứng nhiên thuyết pháp, khiến cho người được giác ngộ giải thoát. Tâm thông tướng là cái chân tướng của tâm giác ngộ, Phật tánh hiện ra, các đức tự tại thắng tấn, xa lìa các vọng tướng về ngôn ngữ văn tự. Cái tâm thú vào cảnh vô tận quang minh mà chứng quả tự giác, lìa cả thải hư vọng giác tướng, hàng phục nhất thiết ngoại đạo chúng ma, tồn cái tự ngộ quang minh thông triệt. Tâm thông, thuyết thông, định huệ cân nhau mới là viên minh. Như mặt nhật trên không là tự như hai cái diệu tướng nói trên, thông đạt quang minh cũng như mặt nhật ở cõi trống không, thông thả lăng xây, soi sáng khắp cả càn khôn thế giới, không có gì ngăn cản. Pháp thấy tánh, tức là Thiền Tông Đốn Giáo, do Đức Đạt Ma Tổ Sư truyền sang cõi Đông Độ, là phép chỉ ngay cho chúng sanh giác ngộ tự tâm mà thấy tánh thành Phật. Tà Tông, pháp nào không do phép minh tâm kiến tánh làm gốc gọi là Tà Tông. Đại ý, Đức Lục Tổ nói mục đích Ngài xuống thế là chỉ mở pháp môn Đốn Giáo kiến tánh, đặng phá tan các ngoại đạo bàn môn. Ngài thiệt dụng hai phép thuyết thông và tâm thông mà dẫn chuyển pháp luân, quyết độ chúng sanh cho được thấy tánh thành Phật. Lời nói suốt thông, tâm địa tỏ sáng, ví chẳng khác mặt nhật ở không trung. 2. Pháp vốn không đốn tìm, mê ngộ có chậm mau, chỉ môn thấy tánh ấy, kẻ muội chẳng kham vào. Đốn pháp là phép tu hành thành công tức khắc, liền thấy tánh. Tìm pháp là phép tu hành thành công từ bực, từ thấp lên cao. Phật pháp chỉ có một, gọi là bất nhị pháp môn, bởi căn tánh của chúng sanh mê ngộ chẳng đồng, có người tiến quá mau, có kẻ tiến quá chậm, nên mới bày ra các phép phương tiện giáo hóa, gọi là đốn pháp, tìm pháp. Pháp môn thấy tánh do nơi Thiền Tông đặt ra là một pháp môn để độ các bậc thượng căn thắng sĩ. Người hạ căn nghe phép này e không hiểu thấu. Đức Lục Tổ thấy rõ chỗ ấy nên Ngài mới nói cho đại chúng biết trước. 3. Nói tuy muôn việc đủ, lý hiệp 102, trong lòng sanh phiền não, thường tu huệ phát khai. 4. Tà sanh phiền não giấy, chánh đến phiền não tan, chánh tà đều chẳng dụng, thanh tịnh chứng niết bàn. Niết bàn là chỉ vô dư niết bàn, cõi tịch diệt. Quả báo đời hiện tại đều dứt hết, không còn nhân quả sanh tử đời sau nữa. Phật và các vị Bồ Tát nói pháp tuy căn cứ ở nhiều lý thuyết phương tiện, nhưng cũng chỉ về một lẽ duy nhất chân lý, là đem vọng về chân, từ vô minh dẫn đến chánh giác, khiến cho người người đều thấy tánh thành Phật. Người còn ở trong dòng chúng sanh không sao tránh khỏi các sự thống khổ não phiền, mà cái gốc của sự khổ não chính do lòng tà loạn mà sanh ra. Người biết tu hành công phu chính chắn, thường thường minh tâm kiến tánh, thì khỏi khổ não và trí huệ ngày càng phát sanh. Chúng sanh ở cõi trần trược này bị tương đối với tam giới, nhất là với cảnh dục giới, các sự phiến động của cõi này rất mạnh, dễ rung động và cảm nhiễm tâm thần của chúng sanh. Mà nếu tâm thần bị vật dục rung động và cảm nhiễm thì tất nhiên sanh tà loạn. Tâm thần bị tà loạn mới sanh phiền não. Vậy muốn diệt phiền não phải dùng phép chánh tâm và định tâm, tìm cho được cái gốc của sự phiền não, rồi dùng gương trí huệ mà chiếu phá nó, thì tâm mắt được thanh tịnh. Khi tâm đã thanh tịnh, tức là trở về với chân như rồi, thì không còn công phu nghĩ đến chỗ tà chỗ chánh nữa, cứ tồn cái tâm thanh tịnh tự nhiên
mà an trụ vào cảnh vô dư niết bàn, tức là tâm bất sanh bất diệt. 5. Bồ đề là tự tánh, tâm vọng tức vọng mong, tịnh tâm trong chỗ vọng, tâm chánh chướng tiêu vong. Bồ đề là chánh đạo, là lòng chánh giác. Chướng là ba sự chướng ngại làm hại thiện tâm cản đường chánh đạo. 1. Phiền não chướng, như sự lầm lạc về tham dục, ngu si. 2. Nghiệp chướng, như các tội ngũ nghịch, thập ác. 3. Báo chướng, như các điều khổ báo về địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái bổn tánh của mình vốn sẵn có chánh giác và chân như, chứ chẳng phải tu hay tạo ra mới có. Cho nên nói bồ đề là tự tánh. Nếu mình biết cẩn cố tánh mình thanh tịnh thì nó giác ngộ tự nhiên. Trái lại nếu tánh mình vọng động, thất lạc chánh giác thì nó trở nên mê muội. Vậy khi tâm vọng động phải dùng phép đối trị là tịnh định, nghĩa là đem tánh thanh tịnh bình tĩnh hiệp với tình vọng động muội mê, mà hóa dẫn nó, quy phục nó về chỗ căn bổn của nó là chân tánh, tức là thanh tịnh pháp thân, gọi là lấy tánh cầu tình. Nói cho dễ hiểu là dùng cái tịnh giác mà hóa cái động mê, khiến cho tình quy về tánh làm một thể chân như, gọi là phản vọng quy chân. Khi đã phản bổn thanh tịnh vô vi, mê quá ra giác, vọng về chân rồi, thì các nghiệp chướng đều tiêu diệt, không sanh được. Chẳng khác nào các hột giống kia không gieo, không gặp nhân duyên là đất, nước, lửa, hơi, lần lần mất hết sanh lực, ắt phải mục hư. 6. Người tu theo chánh đạo, muôn vật chớ tổn thương, lỗi mình hay xét thấy, mới hiệp đạo chân thường. 7. Muôn loài tự có đạo, chớ giết hại loài nào, lìa đạo mà tìm đạo, chung thân đạo khó vào. 8. Bồn ba qua một kiếp, rốt cuộc não phiền còn, muốn thấy nền chân đạo, làm chánh ấy đạo chân. Chánh đạo, đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là Phật đạo. Muôn loài, chỉ các loài có hình sắc, như loài đẻ trứng, noãn sanh, loài sanh con, thai sanh, loài ở nước, chỗ thấp ướt, thấp sanh, loài thay đổi hình tướng, quá sanh, cùng côn trùng thảo mộc. Người tu chánh đạo, tức là người đã vào cửa Phật, lẽ tất nhiên phải giác ngộ, mà học theo cái hạnh từ bi, cái lòng bác ái của Phật tiên thánh, mới xứng với danh dị của người cải tục quy tăng. Trong Kinh Minh Lý, nơi bài Quy Y Phật có câu: phải giác ngộ học theo hạnh Phật, bằng mũi mê xúc vật trần gian. Nếu mê lầm vì khoái khẩu lợi thân mà sát hại sanh linh, hoặc vì độc tâm ác ý mà phá hư thai noãn, thì trái hẳn với quy giới tinh nghiêm của Phật. Sát sanh là điều trọng cấm thứ nhất trong các giới, và cũng là tội lớn hơn hết trong các tội. Người tu hành mà phạm giới sát, há gọi là đệ tử của Phật được sao? Phải biết sự sát sanh gây ra tội nghiệp rất sâu, lại gây ra oan oan tương báo kéo dài, không biết đời nào dứt. Người chân tu học đạo, rõ luật nhân quả, biết chỗ quan hệ của tội sát sanh, thì dầu nhỏ nhất như loài trùng, dế, kiến cũng chẳng dám giết hại, cho đến loài cỏ cây, vô cớ cũng không chặt đốn. Trong phép tu hành, cần nhất là phải biết lỗi của mình, như phạm sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vân vân, thì liền phải ăn năn chừa bỏ và nguyện không dám tái phạm nữa. Người tu theo pháp Thượng Thừa Đốn Giáo thì ngày chí đêm, giây phút nào cũng phải thấy tánh, nghĩa là không lìa cái đạo tâm của mình. Nếu sơ thất sanh điều vọng tưởng, tức khắc phải hối ngộ tự tâm, phải lấy gương trí huệ mà chiếu phá liền cái ác nghiệp đã tạo ra, đừng để nó kết quả, thì mới tránh khỏi cái quả báo luân hồi. Tu tâm có ba phép cốt yếu là: 1.
giới, nghĩa là răng chừa, không tạo các nghiệp ác, tức là tịnh thân, tịnh khẩu và tịnh ý. 2. Định, nghĩa là ngoài không nhiễm trần, trong không tán loạn, tức là trong ngoài đều vắng lặng. 3. Huệ, nghĩa là tâm địa trống không, trong sạch, niệm niệm thấy tánh, tâm thể quang minh, soi thấu muôn pháp. Tu ba phép này thì đạt tôn chỉ đại thừa đốn pháp. Đức Lục Tổ nói, muôn loài tự có đạo, nghĩa là trong vạn vật, từ loài người cho đến loài xuẩn động hàm linh, côn trùng, một hột cát, hột bụi cũng đều có sự sống thiên nhiên. Tại con người gọi là bổn tánh, tại cầm thú gọi là bổn năng, tại vật gọi là lý. Bổn tánh, bổn năng, lý vốn đồng một thể của võ trụ là vạn vật, tức là đạo. Từ loài kim thạch tiến hóa lần tới loài thú cầm, từ thú cầm tiến hóa lên loài người, loài người tu hành tiến hóa lên bậc thần thánh tiên Phật, ấy đều do một lẽ đạo phát triển ở trong mọi loài vậy. Muôn loài nhờ sự sống thiên nhiên, tức là đạo, mà sanh sản và tiến hóa. Giết hay phá hoại một loài nào, tức là làm trái luật tạo hóa, là dứt sự sống thiên nhiên trong đó, tức là làm trở ngại cơ phát triển của đạo vậy. Tội phạm này làm mất hết thiện căn, tức là lòng từ bi nhân ái ở nơi tánh đức của mình. Muốn răng tội đại ác này, Tam giáo thánh nhân xướng ra thuyết ái nhân lợi vật. Nho giáo gọi là ái sanh, Thích giáo gọi là siêu sanh, Đạo giáo gọi là độ sanh. Tam giáo thánh nhân đồng một bổn ý là khuyên chúng sanh tỏ lòng thương tiếc các loài, giúp cho mỗi loài được sống và tiến hóa mãi. Giúp như thế, tức là mình giúp vào cơ hóa dục của thiên nhiên vậy.